đúng là ngu ngốc mà. Anh biết em là con gái của kẻ thù, nhưng thật lòng anh không muốn em bị thương. Anh Nam, anh Nam, số của con tôi sao mà khổ quá vậy nè trời. Mới vừa xuất hiện không bao lâu thì giờ lại phải tiếp tục nằm viện như thế này. Cô làm ơn rời xa thằng Nam giùm tôi. Chúng ta chia tay rồi, tại sao anh còn làm như vậy hả? Anh muốn em mãi mãi không thể nào quên được anh đúng không? Anh muốn em phải mắc nợ anh cả đời này phải không? Nam, con tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Con còn sống sao? Con nằm xuống đi con, đừng có nói gì hết. Cảm ơn con, cảm ơn con đã tỉnh lại. Con xin lỗi. Con đừng nói gì hết, con tỉnh lại là tốt rồi. Cảm ơn anh đã tỉnh lại, thật lòng cảm ơn anh. Tại sao Khang lại dám giết mình? Hắn ta làm vậy là theo lệnh bà Phương sao? Mình không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài được nữa. Dù có ra sao cũng phải giải quyết dứt điểm mọi ân oán. Khang đâu? Bà mau giao hắn ra đây, bằng không tôi báo công an ông Hải đang ở đây đó. Khang không có ở đây, sáng giờ tôi cũng chưa gặp cậu ta. Khang đã gây ra chuyện gì với cô phải không? Cô bị sao mà nhìn xanh xao quá vậy? Bà đừng giả bộ quan tâm nữa. Chính bà sai khiến hắn ta giết tôi đúng không? Tiếc là tôi vẫn bình an. Chỉ có Duy Nam bị hắn ta đâm trọng thương đến mức thập tử nhất sinh thôi. Mà Duy Nam chính là con trai của chồng bà. Nếu mấy biết chuyện này thì... Khang tính giết cô. Khi nào? Bà bỏ cái bộ mặt vô can đó đi. Nói tôi biết chỗ hắn ta mau. Tôi không đủ kiên nhẫn với bà đâu. Nói, hắn đâu? Tôi đã nói tôi không hề biết gì trong chuyện này. Cậu ta đang đi mai táng chú Tư rồi, cậu ta làm sao còn thời gian tới kiếm chuyện với cô? Có thể cô nhìn nhầm người không? Cái gì? Ông ta chết rồi sao? Là chú của cô đã bắn chết ông ấy trước mặt tôi. Về nói với chú của cô, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nhớ cho kỹ, tôi sẽ bắt chú của cô một mạng đổi một mạng. Chuyện gì đã xảy ra khi mình không có ở đây vậy? Ủa, cô Quỳnh, cô khỏe chưa mà lại tới đây vậy? Gì vậy? Trời ơi, hỏi thăm thôi mà coi cổ thái độ kìa. Con cũng đừng trách cô Quỳnh, hình như là cổ đang gặp chuyện gì đó không vui. Ủa mẹ, Quỳnh tới tìm mẹ chi vậy? Hỏi thăm vài chuyện thôi. Thôi, hai cha con vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. À, chú Tư đâu mà từ hôm qua tới giờ anh không thấy vậy? Khang đưa chú Tư về quê rồi. Dưới nhà chú ấy xảy ra chút chuyện, do đi gấp nên chú ấy chưa kịp chào hỏi anh. Vậy hả? Anh vô tắm nha, đi con. Dạ, con vô nha mẹ. Thưa cô, dạ cô cho gọi con. Ai cho phép cậu hành động lỗ mãng như vậy? Dạ thưa cô. Sao cậu dám giết con Ngọc? Con phải trả thù cho chú ấy. Dù cho có chết,
con cũng phải bắt tụi nó trả mạng lại cho chú Tư. Chú muốn dùng con tờ giấy số đi chú. Em ơi, em ra ngoài bán giấy số giùm chị đi nha. Ở đây không được bán đâu em. Dạ chị. Sao vậy nè? Con có sao không? Dạ con không sao. Con bị làm sao vậy? Chắc tại con đau bụng quá. Con ngồi đây chờ cháu chút nha. Dạ. Nè, con ăn đi. Ăn từ từ thôi. Coi chừng mắt nghẹn đó con. Nè, uống nước đi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 7 tuổi. Ừ. Rồi, ba má con đâu? Dạ, ba má con mất rồi. Vậy rồi, con ngủ ở đâu? Dạ, con ngủ ở công viên đó chú. Thôi về đi chú Tư. Dù sao thì chú cũng không có bà con thân thích gì. Gặp được thằng bé này á, cũng là cái duyên. Hổng ấy, chú đem nó về nuôi đi. Tôi sẽ tài trợ cho nó ăn học. Để sau này nó lo cho chú. Dạ. Trước giờ con luôn xem cô và chú Tư là người thân duy nhất của mình, cho nên con sẽ không để cho ai làm tổn hại đến hai người. Cho nên con muốn một mạng đổi một mạng. Cái chết của chú ấy không thể im lặng như vậy được. Chú Tư và cậu là cánh tay của tôi. Giờ chú Tư đã chết, coi như là một cánh tay của tôi đã bị chặt gãy. Tôi không muốn mất luôn cả cậu. Cậu hành động thiếu suy nghĩ như vậy có biết là rất nguy hiểm hay không? Lỡ như hôm qua cậu bị công an bắt thì phải làm sao hả? Chú Tư chết tôi cũng đau lòng không kém gì cậu. Nhưng tôi có cách khiến Kim Long phải trả giá cho chuyện này. Cậu giết con Ngọc không thấm thía gì chuyện tôi sẽ làm đâu. Người làm chuyện lớn là phải biết nhìn xa trông rộng, biết cái nào cần làm, cái nào không. Đi theo tôi và chú Tư bao lâu nay rồi, đến chuyện này cậu cũng không hiểu sao? Dạ, con xin lỗi. Đúng là chút nữa con đã làm hư chuyện của cô rồi. Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi Khang à. Chuyện tôi giao cho cậu làm xong chưa? Trò cốt của chú Tư con đã đem lên chùa rồi. Cô yên tâm, không có ai biết đâu. Chú Tư có chuyện về quê gấp, cậu nên trả lời cho khớp với tôi nếu như anh Hòa hay ai có hỏi. Dạ, con biết rồi. Dạ. Kim Long, thù này tôi nhất định bắt anh phải trả cả vốn lẫn lời. Làm gì tôi nữa đây? Ê, mày làm gì mày sợ tao dữ vậy? Dạo này tôi hay bị đánh bất ngờ dữ lắm, nên tôi phải đề phòng một chút. Sao? Ông tìm tôi có việc gì? Tao tới đây bàn với mày một chuyện làm ăn lớn. Tôi không có hứng. Cái thằng, mày nghe cho hết đi, rồi mày hãy quyết định.
tao đã tìm được kẻ thứ ba, cướp tiệm vàng của nhà mày ngày xưa rồi. Cái gì? Thắng Lại đang ở đâu? Tao đang giữ. Chính nó nói chuyện đó với tao, cho nên tao mới biết. Tao còn biết mày luôn thù kẻ thứ ba, người mà đã từng giết ba của mày, cho nên tao tạo điều kiện cho mày xử nó đó. Ông muốn nói gì? Nó nói với tao, chỉ cần tao cứu nó ra ngoài thì nó sẽ trả cho tao nhiều vàng, mà số vàng đó là vàng của nhà mày ngày xưa. Tao là tao tính làm một mình rồi đó, nhưng mà thấy không có khả thi, cho nên rủ mày tham gia. Thứ nhất, mày là người mới, tụi nó hoàn toàn không có biết mày. Thứ hai, tao mà thả nó ra là tao được vàng, sau đó tao phụ mày giết nó, mày trả thù được luôn, một công đôi chuyện. Thằng này còn suy nghĩ cái gì nữa? Cũng phải từ từ cho người ta động não nữa chứ. Nếu như hắn ta là kẻ đồng phạm năm xưa thì bà Phương chắc chắn sẽ biết hắn ta, và bà ta càng sợ ông Hòa biết. Mình sẽ dùng hắn để đổi lại sự tự do cho Yến. Xong chưa? Được, tôi đồng ý. Kế hoạch sao? Dạ. Chào chị. Chào anh. Dạ. Mời anh ngồi. Anh Nam. Anh Nam sao rồi? Chắc là anh đau lắm đúng không? Mấy cái người này ác ghê á, cứ nhắm vô anh mà hại hoài á. Nam nói đỡ rồi con. Cảm ơn con với ba con đã tới thăm Nam nha. Anh phước lớn mạng lớn, không sao đâu. Anh vẫn còn phải sống để trả thù những kẻ đã gây ra cho mẹ con anh đau khổ. À, Hạnh, tự nhiên anh nhớ món cháo yến em mang tới lần trước á. Em biết, cho nên là em mới nấu đem vô cho anh kìa. Thằng Nam nó yêu con Quỳnh, nhưng gần đây thái độ của thằng bé lại nghiêng về Hạnh. Nó đang tính làm gì vậy? Nó còn nói trả thù. Rốt cuộc thằng Nam đang giấu mình chuyện gì? Tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu tìm ra kẻ gây ra chuyện này, cậu yên tâm. Không cần đâu. Lần trước ông Minh Quang, cái vụ bán dự án là đủ lắm rồi. Còn người này á, tôi cũng đoán ra là ai rồi. Chỉ cần có chứng cứ chính xác thôi, nên không cần nhờ tới ông đâu. Vì tôi sợ người này sẽ làm cho ông khó xử. Lẽ nào Nam đang nói đến vợ mình sao? Bây giờ dù có phải ra đường, mình cũng phải nghĩ cách cứu con chứ anh. Không lẽ mình nhìn con chết hay sao? Tại sao ông ấy càng ngày càng làm cho mình có cảm giác ông ấy chính là chồng của mình? Nhưng mà Nam nói cũng đúng, thói quen người giống người là bình thường mà. Anh ba, ba sao vậy? Ba ngồi xuống ghế đi ba. Anh ơi, anh có sao không ba? Ba có sao không ba? Ba lại đau đầu nữa hả? Những hình ảnh đó lại xuất hiện. Ông đang đóng kịch cho ai xem vậy? Anh cho phép tôi hỏi một chút. Tại sao anh hay bị đau đầu như vậy mà không đi khám thử coi coi bị bệnh gì? Chỉ là vài chuyện trong quá khứ cứ xuất hiện trong đầu tôi, nên tôi hay bị đau đầu một chút thôi. Ba con từng bị mất trí nhớ, cho nên là mỗi lần nhớ lại chuyện gì đó là ba con đau đầu dữ dội lắm đó cô. Mất trí nhớ sao? Phương ngày xưa sống chết chỉ dành anh Hải. Giờ đây mặc dù anh Hải đã chết, nhưng cô ta cũng sống chết bắt mẹ con mình rời khỏi đây. Hơn nữa anh Bảo từng nói có thể Hải còn sống. Lẽ nào ông ấy chính là nên cô ta mới phản ứng như vậy? Muốn biết sự thật hay không, mình phải tìm cách thử ông ấy thôi. Tôi cũng đỡ nhiều rồi, mọi người cũng không cần thường xuyên tới đây thăm tôi đâu. Không có được, em phải ở lại đây chăm sóc cho anh. Lỡ như mà anh có chuyện gì á thì em biết phải làm sao. Em không sợ bị nhốt nữa hả? Em... Bị nhốt? Đã có chuyện gì xảy ra hả con? Dạ, là mẹ... Thôi nhưng mà nói chung á, chuyện này lần sau con sẽ kể cho ba nghe nha. Bây giờ đang ở trong bệnh viện mà. Không lẽ Phương đã dùng đến biện pháp mạnh để ngăn cản hai đứa nó? Xin lỗi mọi người.
Alo. Ông chủ ơi, chú Tư chết rồi ông chủ ơi. Cái gì? Chú Tư chết rồi? Dạ đúng rồi ông chủ. Con chào chú. Chú đã giết tên quản gia của bà Phương hả chú? Ngồi xuống đi. Sao? Con khỏe rồi à? Vậy mà chú cứ tưởng là sẽ không còn cơ hội gặp lại con nữa. Chú trả lời câu hỏi của con đi. Chú làm chuyện đó vì chú không cho phép ai làm tổn thương con. Đó là cái giá của nó. Chú làm như vậy chú biết nguy hiểm lắm không? Lỡ mà công an vào cuộc họ điều tra, rồi chú sẽ như thế nào hả chú? Chú vì con nên chú mới làm chuyện này mà. Cảm ơn chú vì đã luôn bảo vệ con. Con là người thân duy nhất trên đời này của chú. Chú không bảo vệ con thì bảo vệ ai? Con muốn cảm ơn chú chứ gì? Vậy thì con biết cần phải làm gì rồi đúng không? Dạ, con biết mình phải làm gì rồi. Con đến đây làm gì? Có chuyện gì sao? Con đã tìm gặp bà ta, yêu cầu bà ta giao tên Khang. Bây giờ con đã hiểu lý do vì sao tên Khang tìm tới tấn công con rồi. Là vì muốn trả thù cho ông Tư. Cái gì? Bà ta cho người ám sát con sao? Đúng vậy. Nhưng mà may mắn anh Nam đã cứu con. Nam bị thương nặng lắm chú. Nếu như không có Nam, trên người con đang bị thương, lại bị thêm một vết thương nữa, thì không biết con có bảo toàn được tính mạng hay không. Con mắc nợ Nam nhiều lắm chú. Vậy con muốn gì? Không thể bỏ mặc Nam trong lúc này được. Con cũng không muốn làm gì để khiến chú đau lòng. Con chỉ ước là phải chỉ mình được sinh ra trên cuộc đời này thì tốt biết mấy. Bệnh hiếu bệnh tịnh con không biết phải làm cách nào để trọn vẹn hết chú. Chú ơi, mình trả thù xong, chú cho con rời khỏi đây với anh Nam nha chú. Đủ rồi. Chú đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bất cứ thằng nào trên thế gian này chú cũng đồng ý, nhưng mà nó thì không. Sao chú ích kỷ với con quá vậy? Chỉ chú không yêu được bà Phương vì bà ấy yêu ba Nam mà tụi con bị trả lây hả chú? Im miệng. Biết con đang nói chuyện với ai không? Con vì cái thằng đó mà dám nói chuyện với người nuôi dưỡng con như vậy sao? Chú nói cho con biết, nếu con vượt quá giới hạn của mình, cho dù con có là cháu của chú đi chăng nữa, thì chú cũng sẽ trừng phạt con đó. Con chưa bao giờ cãi lời chú. Con có thể làm tất cả những gì chú nói để trả thù Đình Hòa, làm tất cả những gì chú muốn. Nhưng mà chú ơi, chú làm ơn, Ngọc ơi, tại sao chú nói với con bao nhiêu lần mà con không chịu nghe, con không chịu tỉnh ra vậy? Con và nó đến với nhau sẽ không bao giờ có tương lai đâu. Chú xin con đó, đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt chú nữa được không? Chú mệt mỏi lắm rồi. Không, con sẽ không từ bỏ tình yêu của mình. Con sẽ làm theo lời chú những chuyện khác, nhưng tình yêu với anh Nam thì không. Con sẽ làm tất cả để Nam tha thứ và yêu con. Con chỉ mong chú đừng tác động là được. Bé ngu ngốc này, nó không chịu nghe lời sai khiến của mình nữa rồi.
Không chừng nó còn phá hỏng kế hoạch của mình nữa. Hai anh đến đây có chuyện gì không? Tìm được tung tích của anh Bách hả? Hôm nay chúng tôi tới đây để tìm gặp ông Tư. Chúng tôi nghi ngờ ông ấy liên quan đến chuyện ám sát cậu Đăng gần đây. Có vài chuyện tôi muốn hỏi ông ấy cho rõ hơn. Chúng tôi không có làm chuyện đó đâu. Muốn biết hay không, để tôi gặp ông Tư. Chắc là gia đình chúng tôi không thể giúp anh được, vì chú Tư đã chết. Ông ấy chết khi nào? Vài ngày trước. Chú Tư có chuyện nên về quê, bị đột quỵ, mất trên đường đi cấp cứu. Khang đã hỏa táng và chôn chú ấy ở dưới quê. Bị đột quỵ thiệt sao? Nếu không có gì thì không thể nào đem chôn cất nhanh như vậy. Chắc chắn họ muốn che giấu điều gì đó. Tôi có thể gặp cô Phương được không? Hiện tại giờ tôi sức khỏe không được ổn định cho lắm. Qua chuyện này giờ tôi rất là suy sụp, vì chú Tư cũng là người đã nuôi dạy Phương từ nhỏ. Tôi nghĩ hay là các anh cứ về trước đi. Khi nào mà tình hình sức khỏe của chị tôi ổn, tôi sẽ kêu chị tôi lên trực tiếp gặp các anh. Đành vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền. Không có gì. Phương làm ra mọi chuyện như vậy là vì mình. Nhưng mà nếu đúng như lời hắn ta nói, Phương chính là người gây ra cái chết cho Hoàng Hải và làm mình bị bỏng khuôn mặt, thậm chí còn mất trí nhớ, thì mình không thể nào tha thứ cho cô ấy được. Mình là Phi Long, mình đã gây ra nhiều tội ác, mình cần đi đầu thú. Không được. Nếu mình đi đầu thú, một mình đi tù thì không sao. Đợt này chắc chắn Phương sẽ bị liên lụy, còn Hạnh sẽ bị sốc vì chuyện này. Mình luôn là thần tượng của nó. Vậy mà chú Tư vừa mới chết, Phương đang rất suy sụp. Mình không thể nào khiến cậu sốc nữa. Dù sao cậu cũng là mẹ của con gái mình. Mình cần phải bình tĩnh, mình cần thêm thời gian nữa. Cậu gọi tôi có chuyện gì không? Anh Nam, anh đói bụng chưa? Em đi mua đồ ăn cho anh với cô nha. Cũng được. Cảm ơn con nhiều nghe. Làm phiền con quá à. Cô, đâu có phiền gì đâu, con đi nha. Nam à, mẹ không hiểu con đang tính làm gì, nhưng mẹ thấy con không nên làm đau lòng người con gái yêu thương con thật lòng. Chưa kể Hạnh nó hồn nhiên trong sáng, hơn nữa nó còn là con gái của Ái Phương. Bà ta không bao giờ ủng hộ con với Hạnh đâu. Chưa kể nếu như ông Hòa là, nếu ông ấy là ba của con, thì nó chính là em gái cùng cha khác mẹ với con đó Nam à. Mẹ. Ông Hòa sao hả mẹ? Không có gì, chỉ là mẹ không ủng hộ chuyện này đâu. Con Quỳnh thì sao hả mẹ? Con Quỳnh cũng vậy. Mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta đâu. Mẹ không muốn sau này con phải khổ vì tình. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, nên còn dứt ra được Nam à. Thật ra con với Hạnh chỉ là... Là gì? Con bé tới lui chăm sóc, lo lắng cho con. Con cũng đón nhận sự chăm sóc cũng như tình cảm của nó mà. Nếu như mà con không có tình cảm với con bé đó,
thì con nên rõ ràng mọi chuyện đi. Mẹ à, con biết mình đang làm gì mà. Hơn nữa Hạnh là cô gái tốt, mẹ không cho con quen Quỳnh thì con phải đành mở lòng với Hạnh thôi. Nhưng mà thôi, thôi con nghỉ ngơi đi. Nếu như họ xảy ra chuyện đó, anh em loạn luôn. Sau này khi biết sự thật, Nam chắc chắn sẽ đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng phải nói sao để anh ấy hiểu đây? Chị tới đây làm gì ạ? Tôi tới thăm Nam thôi. Cũng may là anh ấy khỏe rồi. Chị với anh Nam chia tay rồi, chị nên dứt khoát đi. Chị cứ vậy hoài khiến cả hai thêm đau khổ thôi. Bây giờ em mới là người mà thật sự anh Nam cần. Nếu mà chị còn lòng tự trọng thì em xin chị rời xa anh ấy càng sớm càng tốt. Em nghĩ là Nam thật lòng yêu em sao? Vậy thì chúc mừng em. Ráng giữ cho thật kỹ. Còn cái này nhờ em đem vào cho anh ấy giùm chị. Ngọc ơi, em quay về đi. Em đừng xuất hiện trước mặt anh. Anh sợ mình không kiềm chế được lòng mình. Chị cảm ơn em nha. Chỉ cần chị không xuất hiện trước mặt anh Nam nữa thì chắc chắn em sẽ giữ được anh ấy bên mình. Anh Nam. Em nghe người ta nói á, chỗ này bán đồ ăn ngon lắm. Ủa, cô đâu rồi anh? Mẹ anh đang trong kia. Ờ, vậy thôi để em lấy ra, lát bỏ vô tô cho anh nha. Hạnh đúng là rất trong sáng, nhưng mà thù giết ba mình không thể bỏ qua. Nếu có trách thì trách tại sao em lại được sinh ra bởi hai người độc ác đó. Phải làm sao để ngăn chuyện này lại đây? Chỉ cần bà giao cái clip chứng minh là Yến vô tội, tôi sẽ cho bà biết Hùng Cường đang ở đâu. Tôi đã biết tên cướp thứ ba trong vụ án á, đó chính là Hùng Cường. Có phải bà đang tìm ông ta đúng không? Làm sao con biết chuyện này? Nè, bà đừng hỏi mấy cái câu dớ dẫn như vậy nữa. Tôi cần nghe bà trả lời. Nếu như nó có thể giao Cường cho mình, mình dùng chứng cứ mà hắn ta đang giữ để nắm điểm yếu của Kim Long, lúc đó mình sợ gì không có cơ hội báo thù. Được rồi, nhưng làm sao dì tin con được? Bà nhìn đi, tên Thưởng nói á, chỉ cần tôi đưa Hùng Cường trốn thoát là được. Tôi đã có kế hoạch rồi. Nhớ, khi tôi dẫn hắn giao cho bà phải chuyển clip lại cho tôi. Ông này nè, làm ơn á, đừng có xưng gì với tôi, nghe nói giả tạo lắm. Bà lo mà chuẩn bị đi. Tại sao em lại cho người tấn công con Ngọc vậy? Em nghĩ là tôi không dám giết em à? Nếu như đã sợ thì tôi đã không nghe điện thoại của anh rồi. Tấn công nó chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên mà tôi dành cho anh. Giữa chúng ta còn nhiều món nợ phải giải quyết lắm. Em muốn đối đầu với tôi tới cùng sao? Cũng may là con Ngọc không sao. Chứ nếu không, em và thằng chồng của em sẽ không yên với tôi đâu. Ai Phượng à, trước đây tôi đã từng làm đủ mọi cách, cũng không chiếm được trái tim của em. Vậy thì bây giờ tôi phải làm cho em sợ, sợ mà yêu tôi và đến bên tôi. Anh điên thiệt rồi đó. Điên? Tôi điên à? Vậy tiếp theo á, em hãy chờ xem thằng điên này nó làm cái gì.
đi mày. Không ngờ mày lộ sớm quá. Hết vui rồi. Thưa sếp. Nè, từ lúc thằng Đạt giới thiệu mày với tao, tao đã thấy ánh mắt mày có gì đó không ổn, nên lúc nào tao cũng đề phòng và theo dõi mày. Không ngờ, đúng như tao dự đoán, mày là nội gián của công an. Sao? Mày đã điều tra được chuyện gì? Không chịu nói à? Mày nói không? Được rồi, để tao coi mày lì tới cỡ nào. Làm nhanh đi rồi thu dọn sạch sẽ ở đây. Chỗ này bị lộ rồi. Dạ, dạ ông chủ. Không biết giờ này Nam đã khỏe hẳn chưa? Dù sao chị cứu mình mà anh ấy mới bị thương như vậy. Lẽ ra mình nên sang đó chăm sóc cho anh ấy, nhưng mà mẹ anh ấy lại không quan ngân mình. Tới giờ uống thuốc rồi. Bà để đó đi. Xưa nay mọi việc đều do tôi tự làm, nên bây giờ tôi không cần ai giúp mình hết. Con có muốn ăn gì không? Tôi khỏe rồi, bà không cần phải ở đây nữa. Còn chuyện bà đã tỉnh lại, trước sau gì cũng phải cho Đăng biết. Bà phải lựa thời gian thích hợp để nói đi. Mẹ, mẹ, mẹ cũng tính lựa thời cơ thích hợp. Mẹ sẽ nói với nó. Bà về đi, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Ngọc ơi, con để cho mẹ ở lại được không con? Đợi khi nào con khỏe hẳn, mẹ hứa với con, mẹ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. Vàng, vàng đâu rồi? Vàng, vàng của tôi đâu rồi? Vàng, vàng đâu mất tiêu rồi? Vàng của tôi. Ý, người anh, người em, hả? Anh Tài, anh Tài ơi, anh Tài. Coi chừng té đó. Anh Tài ơi. Tại sao tới bây giờ con vẫn còn nhân nhượng với kẻ thù vậy? Chính bà ta là người bỏ rơi con đó. Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra con. Con không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa, nhưng mà mình không thể để chú biết bà ấy đã tỉnh lại được. Con bị làm sao vậy? Hả? Con muốn ở đây tới khi nào? Có phải con muốn ở gần thằng Nam không? Con không có. Con có. Hạnh nói gặp cô ta ở đây, mình phải tìm cho được. Mình không muốn cô ta làm thằng Nam bị thương nữa. Tất cả những lời nói của chú con đều xem thường hết. Được, hôm nay chú sẽ dạy cho con một bài học. Đi theo chú. Chú, con không đi. Chú cho con ở lại đây đi mà chú. Đi. Chú. Chú ơi, chú. Phi Long. Ông chính là Phi Long. Vậy là hôm trước tôi không có nhìn lầm người. Bây giờ ông đã chịu xuất hiện rồi sao? Ông buông con bé ra, ông tính giết người nữa sao? Ai giết ai? Bà nhìn lầm người rồi.
Tôi là Kim Long, em song sinh với Phi Long. Còn đây cháu gái tôi, nó tên Ngọc. Chú. Con à, tới nước này con sao giấu được? Nó chính là con gái của kẻ thù giết chồng bà đó. Hôm nay tôi phải dạy cho cháu tôi hiểu mối quan hệ của nó với thằng Nam đến đây là kết thúc. Thì ra cô chính là con gái của Phi Long. Nói vậy cô tiếp cận con trai tôi để làm gì? Con không có mục đích gì hết. Con yêu anh Nam thật lòng. Chú, con xin chú, chú dừng lại đi mà chú. Chính con là người ép chú mà. Bây giờ bà đã biết sự thật rồi. Từ đây về sau bà còn lảng vảng tới gần nó thì mạng sống của mẹ con bà tôi không đảm bảo. Anh tôi giết được thì tôi cũng sẽ giết được. Còn con nữa, nếu như con không nghe lời chú thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mẹ con nó. Thì ra đây chính là lý do mà anh bảo dặn mình tránh xa cô ta sao? Trời ơi, cô ta là con của Phi Long. Tôi đã gọi điện thoại cho Vũ nhưng cậu ấy không trả lời. Rất có khả năng là Vũ đã bị phát hiện. Nếu vậy thì anh ấy đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải khẩn trương lên kế hoạch tìm kiếm Vũ. Mặt khác phải điều tra rõ cái chết của quản gia bà Phương. Hắn đang là nghi phạm số 1 trong việc tấn công Đăng hai lần gần đây. Do đó chúng ta phải tìm cho ra bộ hài cốt bị lấy mất. Kết quả xét nghiệm đã có chưa? Dạ, chừng vài ngày nữa là có thưa sếp. Ừ. Nếu như đúng theo suy đoán của tôi thì hài cốt ở dưới mộ không phải là Hoàng Hải mà là của Phi Long. Cô gái tên Bảo Ngọc là con của Phi Long. Bà Kim Ngân đã hồi tỉnh, ông Tư thì chết. Mọi chuyện đang liên quan với nhau. Có thể tất cả những người liên quan đến vụ án đang tự thanh trừng lẫn nhau. Coi bộ chuyện này ngày càng rắc rối rồi đó. Nhưng mà tôi hoàn toàn có lý do để điều tra lại vụ án cướp của giết người cách đây 20 năm. Tại sao con lại giấu mẹ? Chuyện con Quỳnh là con của Phi Long hả? Mẹ hả? Mẹ đã biết hết rồi. Con biết nó là ai? Vậy sao con còn yêu nó hả? Nhưng mà cổ không có liên quan tới chuyện của thế hệ trước. Nó chính là con của kẻ đã giết ba con. Tại sao con lại giấu mẹ chuyện tày trời như vậy hả Nam? Hay là bây giờ con không còn coi mẹ ra gì nữa? Con không có. Con cũng mới biết sự thật cách đây vài ngày thôi. Quỳnh đã đau khổ rất nhiều về chuyện này. Con cũng không quên được cái chết của ba con đâu. Mẹ chỉ lo sau này cô ta mà biết ông Hòa chính là ba của con Hoàng Hải thì cô ta sẽ hận con. Chưa kể chú của cô ta rất hung dữ, họ không tha cho con đâu. Trời ơi, sao rắc rối vậy nè. Mẹ à, mẹ đang giận con sao? Thật lòng con cũng nhận ra bản thân của mình yêu Quỳnh rất nhiều. Con cũng hận ba cổ rất nhiều. Mấy nay con cũng đau khổ dằn vặt về chuyện này. Tụi con đã chia tay rồi. Vậy tại sao con còn cứu nó đến nỗi suýt mất mạng như vậy? Con thật sự không thể quên được con bé đó đúng không? Con... Mẹ không biết đây là nghiệt duyên hay là gì nữa. Tại sao mọi chuyện lại dồn dập như vậy? Hài cốt của ba con vẫn chưa tìm được. Mẹ thật sự đã làm sai cái gì mà ông trời lại đặt mẹ vào cái hoàn cảnh này? Mẹ, mẹ, con đã làm cho mẹ đau lòng rồi. Sau khi trả thù xong, con với Quỳnh sẽ thật sự chấm dứt, mẹ đừng lo. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Con thề sẽ trả thù cho cha. Con bắt tụi nó phải trả giá. Những lời nói đó con nói trước mẫu ba con, chắc con không quên chứ? Con không quên. Vậy con đã làm gì hả? Ngoài cái chuyện yêu đương,
Chú quá thất vọng vì con. Chắc chắn là vong linh của ba con sẽ không bao giờ siêu thoát. Lập tức thu dọn hết đồ đạc, đi về Campuchia. Tất cả mọi chuyện ở đây chú lo. Chú ơi, con không về đâu chú. Con còn nhiều việc phải làm lắm. Con muốn ở bên cạnh Nam. Con không về đâu chú. Mất dạy. Đây là cái tác là chú thay ba con dạy con đó. Tại sao con u mê vậy? Giờ bà ta biết con là ai rồi, con nghĩ là bà ta sẽ cho con quen với thằng Nam sao? Quan trọng là Nam biết con là ai. Nam biết con là ai nhưng mà vẫn chấp nhận con. Chú à, nếu như ba con còn sống, ba con sẽ không làm như vậy đâu. Ba con không muốn con buồn đâu chú. Vậy là con chưa hiểu ba con rồi. Nếu như vậy thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chú nói cho con biết, thằng Nam nó sẽ không bao giờ yêu con. Nếu như yêu con thì tại sao nó chấp nhận tình cảm của con hành hả? Nói đi. Chú biết tại sao mà. Nam vẫn luôn nghĩ ông Hải là Phi Long. Anh ấy tiếp cận Hạnh chỉ để trả thù thôi. Chú thật tàn nhẫn. Nỡ để anh em họ loạn luôn sao chú? Cầm miệng. Cầm cái miệng của con lại. Chú nói cho con biết, chú làm đó thì sao? Chú cấm con từ nay về sau, nếu con làm bất cứ điều gì phá vỡ kế hoạch của chú, chú giết thằng Nam. Chú. Chú cái gì? Chú đã muốn giết nó từ lâu rồi kìa. Nhưng mà vì con khôn hồn thì suy nghĩ kỹ lại đi. Họ không có lỗi trong chuyện này. Mình phải làm sao đây hả Ngọc ơi? Đưa bà ta về chưa? Dạ, con mới đưa bà ấy về tới thưa ba. Được rồi, con giao bà ta lại cho tụi nó canh giữ đi. Ba có nhiệm vụ mới giao cho con. Dạ ba. Chú lại tính làm gì nữa đây? Chào đại ca. Đại ca. Đi lẹ đi. Rồi, tới mày đó. Thôi, đi nhậu được rồi. Nó ngủ rồi kìa. Đang canh nó mà đi ông chửi sao anh? Chửi gì? Nó ngủ rồi không thấy sao? Hơn nữa tao với mày đi để ngày nó coi hồi mua đồ về cho nó nhậu sao? Chơi luôn, em cũng đang thèm. Đi. Canh đi mày. Lên. Ai vậy? Tưởng thẹo kêu tôi tới cứu ông. Muốn sống á thì im miệng lại. Con gái, con đừng có lo lắng gì nữa. Ba sẽ tìm chứng cứ minh oan cho con. Nhưng mà trước hết, con phải ở đây một thời gian. Nhưng mà chắc là mẹ sốc lắm hả ba? Từ khi biết chuyện này, mẹ con cứ khóc hoài. Ba cũng động viên mẹ con rất nhiều. Tại vì con đang bị tạm giam, cho nên mẹ con không được vào thăm. Vì vậy mẹ con rất là lo lắng. Ba ơi, ba gọi lại nói với mẹ là con xin lỗi mẹ vì đã làm cho mẹ buồn. Ba biết rồi. Chào đồng chí. Chào anh. Chúng tôi tin rằng cô ấy bị oan. Vì người gọi điện cho chúng tôi tả rất chính xác về hình dáng và biển số xe của cô Yến đây, nên chúng tôi bắt kịp thời. Nhưng mà chưa có bằng chứng thuyết phục, nên chúng tôi đành phải tạm giam cô Yến theo luật để điều tra. Tôi hiểu mà. Cảm ơn đồng chí đã tin tưởng con gái tôi. Ừ.
Nó chạy rồi tụi bay ơi. Tụi bay ơi. Ráng lên tụi bay. Nó kìa, nó chạy bên đó kìa, luôn theo tụi bay. Dạ. Sao nó tỉnh liền và đuổi theo nhanh dữ vậy? Đi lẹ lên coi, bắt nó chết đó. Lại. Tôi chạy hết nổi rồi. Ráng lên. Đứng lại. Đi lẹ lên. Đứng lại mày. Trúng vô đây, nhanh lên. Nó đâu rồi? Nè, nó chạy bên kia kìa. Tụi bay rượt bên đó đi. Tao chạy bên đây. Nhanh lên. Đi. Dạ. Nó đi hết rồi, ra đi. Nè. Chơi tao hả? Sao cậu nói cậu cứu tôi mà giờ lại đánh tôi? Tao cứu mày ra là để chính tay tao giết mày. 20 năm trước mày oai hùng lắm mà. Mày dám cùng thằng Long và thằng Hải cướp tiệm vàng của ba tao. Thái độ đó đâu? Cái gì? Cậu là... Đúng. Tao chính là con trai của người mà tụi bay giết đó. Trả lại cho tao, trả lại cho tao, trả lại hết cho tao. Vậy là cậu đã thông đồng với thằng Thưởng cứu tôi ra với mục đích giết tôi sao? Đúng. Tao giết mày á là để trả thù cho ba tao. Mày điên không? Đừng mà. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi cũng đã nếm nhiều cực khổ 20 năm qua. Cậu tha cho tôi đi. Hả? Tôi không phải là người giết ba cậu. Tụi nó làm đó. Tại sao lúc đó mày không thay cho ba tao hả? Mày không chính tay giết, nhưng mày là đồng phạm. Đừng mà, đừng mà. Làm ơn, tôi chịu hết nổi rồi. Mày yên tâm đi, tao chưa giết mày liền đâu. Mày còn giá trị lợi dụng mà. Vàng mà mày giấu đang ở đâu? Không, không có vàng gì hết. Tụi nó dối để hắn thả tôi ra thôi. Vậy là mày tới số nữa rồi. Đừng, đừng. Tôi không có vàng, nhưng mà tôi có tiền. Tôi có nhiều tiền lắm. Thả tôi ra đi, tôi sẽ cho cậu tiền. Hả? Bao nhiêu cũng có. Tiền hả? Mày tưởng tao ngu như thằng Thưởng định lừa tao hả? Không có, tôi nói thiệt mà. Người yêu của tôi là chủ nhà hàng Thánh. Cổ có bà chị là chủ tịch công ty Phương Hòa, giàu lắm. Hả? Cái gì? Bà Phương cho người tấn công mình. Con gái bảy Hải Yến bán ma túy nữa. Mình chỉ muốn giết bà ta cho hả dạ. Nhưng mà nếu dùng em gái của bà ta để lật lại bà ta cũng không phải là ý kiến tồi. Đọc số điện thoại người yêu mày. Nhanh. 0906. Lấy tiền của nó xong, giao nó cho bà ta, đổi lấy liếp để mà cứu Yến. Sau đó mình dẫn mẹ rời khỏi nơi này, bỏ lại tất cả. Thằng Đăng đang tính làm gì? Bà ta chắc chắn không tha cho mình và nó đâu. Mình không thể để con trai mình gặp nguy hiểm được. Lẽ nào chuyện hài cốt của anh Hải bị đào lên là do Kim Long làm? Nhưng tại sao chứ? Không lẽ là đúng như anh Bảo suy đoán? À,
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bà đi đâu vậy? Nếu bà muốn xin lỗi thật lòng thì bà phải đi theo tôi. Cậu là ai? Là người lấy mạng con trai của bà. Nếu bà la lên, tôi sẽ giết nó ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ tha cho nó, với điều kiện là bà phải đi theo tôi. Đi, nhanh. Mày lo mày ăn nhậu, để ông chủ biết, ông giết tao với mày chết. Tao giao cho mày canh nó rồi mà. Ủa, chứ không phải mày ham ăn ham nhậu, mày đi với thằng Thưởng, bị nó dụ hả? Ủa, ăn nhậu không có phần mày hả? Ủa, mày mang về cho tao được cái gì? Tao bị đánh ở đây nè. Mày á. Ông chủ ơi, có phải thằng Cường con tôi còn sống thiệt không? Tất nhiên nó còn sống chứ. Chính vì nó còn sống tôi mới đưa bà về đây, để cho hai mẹ con cùng đoàn tụ. Ông chủ ơi. Nó đâu? Dạ. Hả? Dạ. Nó được cứu rồi ông chủ ơi. Ai cứu? Thằng Thưởng nó gài tụi con. Nó cứu thằng đó đi mất rồi. Thằng Thưởng đâu? Tại sao giờ này tụi bay mới nói cho tao biết? Cái đồ quản lại. Đi tìm nó về đây cho tao. Dạ. Nếu không là tao giết hai tụi bay đó. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Còn vô dụng. Trời ơi. Nếu lấy mạng của tôi để đổi lấy mạng của con trai tôi thì tôi chấp nhận chết. Được, là bà nói đó nha. Vậy để tôi tiễn bà, rồi sau đó tôi sẽ giết chết con trai của bà. Em đừng xen vô chuyện này, đừng khiến anh phải khó xử. Anh cứ tự nhiên, anh gạt được em ra thì anh cứ giết bà ấy. Em em đang bị thương, anh không muốn làm hại em. Coi như bữa nay bà phước lớn mạng lớn, tôi tha cho bà lần này. Nhưng thằng con của bà tôi sẽ lấy mạng nó. Không được, đừng. Con, đừng bà. Anh không dám làm gì anh Nam đâu. Cô yên tâm đi. Cô quay lại đây làm gì? Làm ơn tha cho mẹ con tôi đi. Lúc nãy ở bệnh viện, còn thấy anh ấy dẫn cô đi. Con sợ là cô bị chuyện gì nên mới đi theo tới đây. Chỉ cần cô tránh xa mẹ con tôi, chắc chắn là mẹ con tôi sẽ được an toàn. Nếu như cô thương thằng Nam thật lòng thì cô làm ơn rời xa nó đi. Đúng, con là con của ba Phi Long, nhưng con yêu anh Nam thật lòng mà. Con còn mang ơn ảnh đã hai lần cứu con. Con mong cô đừng vì ân oán đời trước mà ngăn cản tình yêu của tụi con. Tôi không phải là một người mẹ ngang ngược đi ngăn cách tình yêu của con mình. Nhưng thân thế của cô quá phức tạp. Hơn nữa, Kim Long, ông ta quá hung hãn, ngay cả chú của cô còn không muốn cô và thằng Nam ở bên nhau mà. Con sẽ có cách nói chuyện với chú. Con chỉ xin cô đồng ý. Tụi con là thế hệ sau, tại sao phải gánh lấy những việc mà thế hệ trước làm ra chứ? Không được. Nếu Kim Long biết ông Hòa là Hải thì chắc chắn gia đình mình sẽ bị trả thù. Tôi xin cô đó, cô làm ơn buông tha cho thằng Nam đi. Kim Long quá đáng sợ. Người lúc nãy chắc chắn cũng là do ông ta phái tới. Tôi không thể mạo hiểm để thằng Nam quen cô rồi gặp nguy hiểm. Tôi xin cô mà. Con hứa với cô sẽ đảm bảo sự an toàn cho anh Nam, không để anh Nam xảy ra bất cứ nguy hiểm nào hết. Tại sao cô cứ mù quáng vậy hả? Chia tay một thời gian rồi sẽ quên nhau thôi. Lúc đó hai người sẽ tìm được hạnh phúc mới, chứ không phải lúc nào cũng phập phồng lo sợ như vậy. Tại sao cô không chịu hiểu vậy hả? Con xin lỗi cô, bây giờ con không thể thuyết phục cô được. Chuyện tình cảm giữa con và anh Nam hãy để sau này giải quyết. Bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của cô và anh Nam. Tôi và thằng Nam sẽ được an toàn nếu như cô tránh xa chúng tôi ra. Đúng vậy. Nếu con không đến tìm hai người thì hai người sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng xin cô hãy chờ con.
Tôi sẽ giải quyết triệt để với chú, để không ảnh hưởng tới cô và Nam. Để đi động tiêu. Alo, mày đang ở đâu vậy? Làm gì mà nóng dữ vậy anh hai? Giờ này mày còn nói cái giọng đó với tao hả mày? Mày đang ở đâu? Tôi đã nói là tôi đang ở một nơi an toàn lắm. Ăn gan hùm hả mày? Dám qua mặt tao? Nè, thằng Cường mày giấu ở đâu? Nói! Tôi biết, ông bây giờ cũng đang rất là lo sợ. Bởi vì ông Trùm cũng đang truy sát ông. Nhà tôi đang trống á, ông qua ở và canh chừng giùm đi. Mày! Còn Hùng Cường á, khi nào xong việc á, tôi trả lại cho ông. Tôi mượn đó một chút, để giải quyết chuyện riêng thôi. Khi nào xong việc á, tôi trả tiền cho ông. Thằng Đăng này á, sòng phẳng lắm. Nè! Nè! Mày đừng có để tao tìm được mày. Tao giết mày chết. Dám chơi tao hả? Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ. Chắc không ai đoán được là mình trốn chỗ này. Đúng là nơi nguy hiểm nhất, vẫn là nơi an toàn nhất. Nhiều quá. Tôi khát nước quá. Cho tôi miếng nước đi. Muốn uống nước hả? Vậy mày gọi người yêu mày đem nước cho mày uống. Đẹp quá. Đây, nước đây. Anh Bách, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Em làm mọi cách mà không tìm được anh. Anh biết em lo lắm không? Anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi. Thành à, em bình tĩnh nghe anh nói nè. Hiện giờ anh đã an toàn, nhưng anh cần một số tiền lớn để chuộc anh ra. Em đừng có manh động, đừng báo công an nha. Cũng không được để ai biết hết. Bây giờ âm thầm gom tiền, nếu không anh sẽ bị giết. Em biết rồi, em biết rồi. Em sẽ làm theo lời của anh. Bây giờ em tới nhà hàng dọc bếp, đến cái chỗ mà để gia vị đó, có một cái túi màu đen. Là tiền hả? Đúng vậy. Còn có một thứ quan trọng, đó chính là thứ cứu mạng anh lúc này. Được rồi, được rồi. Nhưng mà em tìm đến đâu để gặp anh đây? Thành, uống nước vậy đủ rồi. Tính đi đâu vậy? Em đi qua nhà hàng một chút. Lâu rồi em không có qua bển. Không đi đâu hết. Chú Tư mới chết, nhà mình liên tiếp gặp nhiều chuyện xui. Chị không muốn có thêm bất cứ chuyện gì nữa. Em đi rồi về liền. Chị nói là không đi đâu hết. Tại sao tự nhiên em đòi tới đó? Không phải một hai lẽ muốn nghỉ bán rồi sao? Không được, không được cho chị hai biết anh Bách gọi cho mình. Phải tìm cách nói dối thôi. Tại sao hả? Do em nhớ anh Bách, muốn qua bển tìm hơi ấm của ảnh thôi. Chị không cho thì thôi. Em nhà có chuyện gì hả em? Không có gì đâu. Anh để ý nói chi cho mệt. Ủa, mà anh ở đây rồi con Hạnh đâu? Không phải là hai cha con đi cùng nhau à? Con bé đang ở bệnh viện chăm sóc cho thằng Nam. Cái gì? Tới giờ này mà anh vẫn để nó ở bên thằng Nam vậy? Nam nó đang bị thương, con bé nhà mình lại chăm sóc cho nó cũng tốt mà. Hơn nữa anh cũng thấy là hai đứa nó hình như đã nảy sinh tình cảm rồi đó. Rõ ràng là em đã nói là thằng Nam với con Ngọc đang yêu nhau. Nam á, nó nói chỉ là hiểu lầm thôi, chứ hai đứa nó hoàn toàn không có gì hết. Với lại á, anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Con mình cũng đã lớn rồi, chuyện tình cảm cứ để cho tụi nó tự quyết định lấy. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi.
Bà gọi làm cho tôi bất ngờ đó. Không phải cô và thằng Nam đang yêu nhau sao? Tại sao cô không đi chăm sóc cho người yêu vậy? Cứ để con Hạnh nó dính vô vậy hả? Hạnh có tình cảm với anh Nam mà. Xem ra hai người đó quen nhau cũng tốt. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Tại sao tôi lại không được nghĩ như vậy? Cô, nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy, không chừng anh Nam và Hạnh sẽ đi tới bước đường loạn luôn, không còn lối thoát nữa. Cô cứ chờ đó đi. Không có dễ dàng mà thực hiện ý đồ của cô đâu. Bộ bà tưởng tôi không muốn chăm sóc cho Nam sao? Suy cho cùng, dù có trả thù được cho ba thì mình cũng không được gì. Còn đánh mất luôn cả anh Nam và những gì mình đang có. Con không muốn phải hối hận. Bằng mọi giá, con sẽ giải quyết cho xong mâu thuẫn giữa chú, bà Phương và ông Hòa. Rồi con sẽ ở bên cạnh anh Nam. Cho dù con có phải lừa dối ảnh, con cũng sẽ làm. Vì chỉ có như vậy mới bảo vệ được anh ấy. Ngoài ba, thì anh ấy chính là người con yêu thương nhất. Ba hiểu được nỗi lòng của con mà, đúng không ba? Chị tới đây làm gì nữa? Bộ chị định hại chết anh Nam chị mới vừa lòng hả? Chị có chuyện muốn nói với anh Nam. Còn chuyện gì để nói nữa chứ? Cô đã quên những gì tôi từng nói với cô rồi sao? Mẹ à, con muốn nói chuyện riêng với Quỳnh. Nam à, dù sao thì cũng cần phải nói rõ hết mà. Mẹ với lại Hạnh ra ngoài một chút được không? Sao? Con à, thôi ra ngoài đi. Đi. Anh đã khỏe chưa? Anh khỏe nhiều rồi. Anh chia tay em bởi vì em là con gái của Phi Long hả? Đúng vậy. Vậy tại sao anh lại quen Hạnh? Tại vì khi ở bên Hạnh, anh cảm thấy rất là thoải mái. Anh không phải suy nghĩ nhiều. Cô ấy còn giúp anh đường công danh sự nghiệp ngày càng thành công. Anh đã cực khổ quá nhiều rồi, mệt mỏi lắm. Anh cần có một tương lai. Anh nói dối. Em biết lý do tại sao mà Nam. Em không phải là anh. Em đừng gán ghép cái suy nghĩ của em cho anh được chứ. Anh tính trả thù bằng cách này á hả? Anh làm vậy chỉ khiến Hạnh bị tổn thương. Hạnh là cô gái vô tội mà Nam. Em dẹp những cái suy đoán của em đi. Thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh có làm tổn thương Hạnh hay không. Được, vậy em với anh thẳng thắn với nhau đi. Nếu anh thật sự không còn tình cảm với em, vậy tại sao lúc em gặp nguy hiểm anh lại liều mạng cứu em như vậy? Anh rõ ràng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh Nam của ngày nào, vẫn là một người lương thiện, không thể trở thành kẻ xấu được. Em hiểu anh mà Nam. Chị nói đúng. Nếu anh Nam không yêu chị thì đã không liều mạng cứu chị như vậy. Mình thật sự không bằng chị ấy. Không thể thay thế hình bóng của chị trong trái tim của anh Nam. Rốt cuộc mình có nên bám lấy anh Nam tới cùng không? Nam à, dù sắp tới không thể ở bên cạnh anh, nhưng xin anh hãy nhớ cho kỹ, em tuyệt đối không buông tay anh. Em cần gì phải làm như vậy chứ? Bây giờ em còn một số việc phải làm. Khi nào em giải quyết xong, em sẽ quay lại với anh. Nếu em có lỡ không thể quay về bên anh nữa, thì em lúc nào cũng mong anh được hạnh phúc và bình an.
nói ra những lời như vậy là ý gì vậy Ngọc? Em đang tính làm gì vậy? Em thật sự đã nhìn thấu tim gan anh. Anh cứu em là vì anh không thể nào quên được em. Bây giờ anh thật sự không biết anh chọn con đường trả thù và từ bỏ em là có đúng hay không nữa. Trời đánh tránh bữa ăn mà bực thiệt. Nghe, cậu phải đảm bảo an toàn cho anh Bách. Tôi có tiền rồi, nhưng mà số tiền cậu nói lớn quá. Cho tôi thêm vài ngày nữa để tôi gom đi. Cái số tiền tôi yêu cầu bà cũng đâu có lớn đâu. Bây giờ tôi chỉ cách cho bà nè, qua gặp bà Phương mà lấy. Vậy nghe, tôi không có nhiều thời gian với bà đâu. Alo. Còn ông nữa, ngoan đi, khi nào có tiền tôi sẽ thả. Ăn cũng yên nữa. Thằng Đăng nó đang liên hệ với bà Phương sao? Hạnh. Mẹ. Mẹ phải làm sao thì con mới tránh xa thằng Nam? Tại sao con và ba con lúc nào cũng bảo vệ kẻ thù hết vậy? Rốt cuộc thì anh Nam mới làm gì mẹ? Mà sao mẹ ghét anh dữ vậy? Lần trước cũng là mẹ vu oan cho anh Nam, thì bây giờ lần này cũng vậy thôi. Chỉ có điều là mẹ tinh xảo hơn, có cả hình. Mẹ không có dư hơi làm chuyện này. Nhìn kỹ đi, là hình chụp. Chính nó đã cấu kết với công ty đối thủ. Nếu con còn gặp thằng Nam, mẹ sẽ đưa chứng cứ này cho công an điều tra. Nó sẽ phải đi tù vì phạm tội kinh tế. Mặc kệ là con có tin hay không, nếu con còn cãi lời mẹ thì đừng có trách. Bây giờ mẹ muốn con làm gì? Mẹ muốn con làm gì thì mẹ mới chịu buông tha cho ảnh. Để cứu cuộc đời con thì chuyện gì mẹ cũng làm. Mẹ đã đặt vé máy bay cho con đi Mỹ rồi. Con mau thu dọn hành lý chuẩn bị đi du học. Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ tha cho nó. Mẹ. Chị Ba. Dạ bà chủ. Đưa con Hạnh lên lầu, canh giữ nó cho cẩn thận. Dạ. Mẹ đừng có nhốt con mà mẹ. Mẹ đừng có nhốt con nữa mẹ. Xin lỗi con em. Mẹ. Mẹ mới được nhốt con nữa. Dạ, ông chủ cho tụi em xin thêm thời gian. 7 ngày. Dạ, 3 ngày. 3 ngày nữa, em hứa sẽ nắm đầu nó về đây. 2 thằng bay đúng là lũ ăn hại mà. Còn không đi. Dạ. Ba, nếu như có sự hỗ trợ của thằng Vũ, có khi sẽ sớm tìm được tụi nó. Bởi vì thằng Vũ rất có năng lực. Không biết là ba giao nhiệm vụ gì cho nó mà sao mấy bữa nay con không thấy nó vậy? Đi theo ba.
Ngủ Đăng. Đăng. Số của con Ngọc sao? Gọi tôi chi vậy đó? Con hả Ngọc? Bà gọi cho tôi làm gì hả? Con khoa cướp máy. Bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Con có chuyện rất quan trọng liên quan tới Thưởng và Cường. Cái gì? Tại sao bà biết họ? Chuyện đó nói ra thì dài lắm. Thằng Đăng đang bắt giữ Hùng Cường. Nó còn qua mặt tên Thưởng gì đó. Nó còn liên lạc với người phụ nữ là người yêu của tên Cường thì phải. Để lấy tiền từ chỗ bà Phương. Mẹ sợ thằng Đăng nó gặp nguy hiểm quá. Được rồi, bà bình tĩnh đi. Lựa lúc thích hợp á thì lén ra ngoài gặp tôi để bàn tiếp. Nhắn cho tôi địa điểm đi. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Ba, ba chuyển về đây khi nào? Sao con không biết gì hết? Tất cả là nhờ con đó. Ba biết trước sau gì cũng sẽ đụng chạm, nên ba đã chuẩn bị sẵn một chỗ khác. Hơi, ba không ngờ con á có mắt cũng như mù, không biết nhìn người, để tụi nó qua mặt dễ dàng vậy sao? Là chuyện gì vậy ba? Tụi bay lôi nó ra đây. Dạ, dạ. Đi, đi mày, đi mày. Ủa, Vũ? Thằng Vũ nó phạm lỗi gì vậy ba? Coi đi. Ngay lần đầu tiên con giới thiệu với ba, nhìn ánh mắt nó ba đã nghi ngờ rồi. Chính vì vậy mà ba đã âm thầm theo dõi nó. Đợi khi nó gọi điện cho đồng đội nó, ba túm đầu nó. Thì ra mày là thằng cái xác chim. Hút! Mày, mày dám lừa tao. Chết đi. Chết đi. Mày, chết đi. Tao hiểu rồi. Hèn gì lúc nào mày cũng hỏi tao về ông Trùm. Mày cứu tao để lấy lòng tin tao hả? Mày, tao nói cho mày biết, mày đừng có tưởng mày có ơn cứu tao. Mày mà phản ba tao, tao sẽ giết mày. Thôi, đừng nói ra. Con bình tĩnh lại đi. Con làm gì mà nóng dữ vậy? Bình tĩnh lại đi. Nhưng mà nó, nếu mà muốn giết nó, ba đâu có cần tới con làm gì. Mình phải điều tra xem nó đã biết được những gì, để mà còn tìm cách đối phó công an nữa chứ. Chứ giết nó dễ như trở bàn tay thôi. Con xin lỗi ba, tất cả là do con sơ suất. Ừ, thì giờ ba giao nó cho con đó. Dạ. Tụi bay. Dạ. Đưa nó vào trong. Thôi con nghỉ ngơi đi. Dạ. Cô tới đây làm gì? Khi nào thì mẹ con cô mới chịu rời khỏi đây? Khi tôi còn cho cơ hội thì mau biến đi đi. Đừng để tôi phải mạnh tay. Mẹ con tôi không đi đâu hết. Hừ.
cậu đã cấu kết với công ty đối thủ, phá hoại công ty tôi. Bằng chứng rành rành ra đó, cậu nghĩ còn chối được sao? Nếu như bà tự tin có bằng chứng như vậy thì bà đi tố cáo tôi đi. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý định gì. Tôi không để cậu muốn làm gì thì làm đâu. Bà không biết dạy con của mình hả? Để cậu ta đi dụ dỗ con gái của tôi, lợi dụng con Hạnh vì mục đích riêng. Bây giờ còn làm nội gián bán đứng công ty. Người như bà không xứng đáng với anh Hải. Anh Hải chết rồi, bà cũng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nếu anh Hải còn sống, anh sẽ nhục nhã vì mẹ con của bà đó. Bà không được phép xúc phạm mẹ tôi. Bình tĩnh, tôi chỉ nói ra sự thật. Cô chừng sao hả con? Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Còn bà, lúc anh Hải còn sống thì bà làm gánh nặng cho ảnh, hủy hoại tương lai của ảnh. Khi anh Hải chết rồi, bà cũng không làm tròn bổn phận của người vợ người mẹ, không biết dạy con mình cho tử tế đàng hoàng. Bà Phương, con à, bà sẽ phải hối hận với những gì hôm nay bà nói và cả những gì bà đã làm. Mẹ thực sự đã quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra. Nam à, hay là mẹ con mình về quê với ông bà nội được không con? Mình càng trốn tránh thì họ càng làm tới. Hơn nữa, hài cốt của ba cũng chưa tìm lại được. Mẹ nhẫn tâm bỏ đi sao? Nhưng mà... Vậy thì con nói thật cho mẹ biết đi. Con có thực sự tiếp cận Hạnh rồi tiếp tay với đối thủ của công ty để nhằm mục đích xấu hay không? Con... Bà Phương liên tục gây áp lực cho con, thậm chí cho người hát mèo của con để làm giả chứng cứ, vu oan cho con bán đứng công ty. Bà cũng chỉ muốn con rời khỏi công ty thôi. Nhưng mà tại sao bà Phương lại làm vậy với con? Vì hận tình. Mẹ cũng nhìn ra mà, bà Phương vì hận không lấy được ba cho nên quay qua trả thù con. Con không cam tâm, con không để cho mẹ con mình bị trả thù oan ức như vậy. Cứ chừng con. Bà Phương sẽ bị trừng phạt với tất cả những gì bà đã làm. Nam à, nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì mẹ con mình được gì ngoài sự đau khổ hả con? Quan quan tương báo khi nào mới dứt? Mẹ nghĩ mình rời khỏi đây, bà Phương sẽ để yên cho mình sao? Mẹ, bà ta không đơn giản như là mẹ nghĩ đâu. Hận thù đã khiến thằng Nam không còn vô tư hiền lành như trước nữa rồi. Nếu cứ như vậy, nó sẽ vướng vào cuộc chiến trả thù không lối thoát. Nhưng lỡ như ông Hòa thật sự là anh Hải thì mình không cam tâm khi ảnh đang là chồng của bà Phương, còn đang bị mất trí nhớ, bị bà ấy lừa gạt hơn 20 năm qua. Cả thằng Nam cũng không biết chuyện này. Nhưng bây giờ mình có thể làm được gì chứ? Phải chờ cho tới khi biết chính xác ông Hòa có phải là anh Hải hay không thì mình mới định liệu sẽ phải làm gì. Cô ơi, dậy ăn cơm. Từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì, làm sao mà chịu nổi? Con không ăn đâu. Cô nói với ba mẹ con á, là khi nào cho con gặp anh Nam thì con sẽ ăn. Nó không ăn thì chị đem xuống dưới đi. Nó tuyệt thực thì cứ để nó toại nguyện. Tôi nói cái gì chị có nghe không? Chị ba. Dạ. Chị ra ngoài đi. Dạ. Khi nào mẹ mới chịu thả con ra? Con nói là con muốn gặp anh Nam. Con không thể nào tiếp tục nghe mọi chuyện một phía từ mẹ được. Con ngây thơ quá. Con nghĩ nó làm ra chuyện như vậy mà chịu thừa nhận với con sao? Con mới tin. Không chừng á, lần này mẹ lại sắp đặt như lần trước. Con muốn tận mắt, tận tai nghe thấy anh Nam kể lại, chứ không phải là mẹ kể lại chuyện đó. Con không tin thì cứ ở nhà mà chờ đợi đi. Đợi mẹ đưa việc này ra tòa, lúc đó con sẽ biết có thật hay không. Ba, ba nói gì đi ba.
anh Nam là người như thế nào á, ba là người hiểu rõ mà. Chuyện lần này ba cũng không biết thật hư như thế nào, cho nên ba cũng không thể binh vực cho Duy Nam được. Ba, anh Nam á là do ba mời về. Anh làm việc cho ba bao lâu nay, tận tâm như thế nào, con người anh tốt ra sao, không lẽ ngay cả ba cũng nghi ngờ ảnh hả? Chuyện chưa có sáng tỏ, cho nên bây giờ cũng không có thể nào kết luận được gì cả. Nhưng mà Hạnh nè, con ráng ăn uống vô đi, chứ con mà nhịn ăn như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Con đã nói là con không có ăn, khi nào ba mẹ cho con đi gặp anh Nam rồi con sẽ ăn. Mình phải đi tìm thằng Nam để tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ. Anh cứ để mặc nó, nuông chiều riết hư, không coi lời ba mẹ ra gì hết. Còn cứ ở đó mà suy nghĩ kỹ đi. Ba, cậu ráng đăng vài tin nữa đi. Tôi đang cần gom tiền nên mới bán cái nhà hàng đó, chứ nhà hàng đó đang làm ăn ngon. Cậu cứ tìm thử coi có vị trí nào tốt như vậy không. Sao lạ vậy, tự dưng con Thạnh lại đòi bán nhà hàng gấp. Nó cần tiền làm gì sao? Được rồi, có gì báo tôi liền nha. Con Thành đang rao bán nhà hàng. Cậu tìm hiểu chuyện này cho tôi, sai người giả làm khách tới hỏi mua, coi coi nó cần tiền tới mức nào. Dạ con biết rồi. Tôi thật sự không có trực tiếp cướp của giết người, tôi chỉ đứng ở ngoài canh gác thôi. Đừng có chút hết hận thù lên đầu của tôi nữa được không hả? Nhưng chính mày cũng là đồng phạm. Những ai liên quan chuyện đó đều là kẻ thù của tao. Mày đừng có quanh co tìm cách chối tội nữa. Nếu vậy tôi sẽ trả hết số vàng mà tôi được chia, được không? Thạnh cũng đã hứa chia cho cậu một số tiền rồi, chừng đó tiền cũng đủ để cho cậu không lo nghĩ gì tới cuộc sống sau này nữa hết á. Coi như là bù đắp lại hết cho cậu, được chưa hả? Làm ơn đi mà, cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Nếu không tôi chết mất, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lỡ nó chết thì mình cũng không thể nào cứu được Yến. Ăn đi. Sao? Ý là mày muốn tao cởi trói cho mày hả? Tao đâu có ngu, cởi ra cho mày trốn hả? Mày cần phải sống, như vậy thì tao mới cứu được Yến. Sau đó tao sẽ tố cáo mày với chú Bảo. Mày và cả vợ chồng bà Phương không thể nào sống nhẫn nhơ như vậy được. Alo. Sao rồi, cứu được tên Cường ra khỏi đó chưa? Chưa, ở đó tụi nó canh chừng dữ quá. Còn phải lựa thời cơ hành động ngay đi chứ, chờ đợi thì chờ tới lúc nào? Bà sốt ruột cái gì? Bà càng manh động thì càng lộ sơ hở. Một khi mà bà đã đánh động tụi nó thì chết cả đám đó. Không lẽ như vậy bà cũng không hiểu? Con biết chỗ thằng Cường đang bị giam giữ không? Cho dì địa chỉ đi, dì sẽ cho người hỗ trợ con cứu thằng Cường ra ngoài. Dì sợ một mình con sẽ không thể nào đối phó được với tụi nó đâu. Càng thêm người càng rắc rối chứ làm được gì đâu. Tôi tự biết cách giải quyết. Bà cứ kiên nhẫn ở đó mà chờ tin của tôi đi. Thằng này đâu có ngu, bà tính cướp người xong rồi bà xóa lếp luôn đúng không? Ngon ngon. Cơm ngon.
Tôi đã lưu số mình vô đây, khi nào cần thiết thì gọi cho tôi. Bà cũng nên cẩn thận, đừng để cho Đăng biết. Mẹ, tôi biết rồi. Tình hình trong đó sao rồi? Thằng Đăng vẫn đang giam giữ thằng Cường để lấy được tiền từ người yêu của thằng Cường. Mới lúc nãy tôi nghe bà Phương gọi điện cho thằng Đăng, hối thúc nó mau chóng giải cứu thằng Cường để giao cho bà Phương. Đăng thực sự là không biết nó đang đùa với lửa mà. Nó tưởng Kim Long là ai chứ? Bà Phương là ai mà nó dám qua mặt? Con làm ơn hãy tìm cách cứu thằng Đăng. Với tính khí của thằng Đăng, cộng với việc nó chưa tiếp nhận tôi là chị của nó, thì tôi có khuyên nó cũng không nghe. Chị bằng tôi phải ra tay trước. Bằng cách nào hả con? Tình trạng của chúng ta bây giờ là phải khẩn cấp tìm cho được Vũ. Cậu ấy đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Rất có thể Vũ đã bị lộ thân phận hoặc gặp bất trắc gì đó cho nên mới mất liên lạc như vậy. Không lẽ Vũ đã bị lộ thân phận? Từ trước giờ Vũ làm việc vô cùng cẩn thận, từng đường đi nước bước đều tính toán rất là kỹ lưỡng. Chỉ có bị tập kích bất ngờ thì cậu ta mới lộ thân phận thôi. Đây cũng là sự nghi ngờ lớn nhất của tôi. Không chần chừ được nữa, chúng ta phải cử thêm trinh sát ráo riết tìm cho được Kim Long, Vũ ở khu nhà mà Kim Long đã từng ở và những nơi mà Vũ báo thông tin luôn có sự xuất hiện của Kim Long, như nhà của Minh Đạt, nhà của Bảo Ngọc, công ty Hoàng Cầu. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Ừ. Ủa, mấy anh tìm ai hả? Em cho hỏi, khu này có căn nhà nào muốn bán không? Nhà hả? Em rành khu này lắm, nhưng mà không có căn nào bán hết anh ơi. Còn căn biệt thự này hình như không có người ở. Em có biết chủ nhà đi đâu không? Cái căn nhà này nè, hồi trước có nhiều người ra vô lắm, nhưng mà mấy nay không thấy ai. Chắc là họ dọn đi hết rồi. Cảm ơn em nha. Nè 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 nè, anh đi xuống dưới kia kìa. Anh quẹo đi tầm 2 km nữa hả? Rồi anh quẹo phải đi thẳng vô sâu sâu xíu, sẽ có mấy căn nhà muốn bán ở trong trỏng đó. Vậy cảm ơn em nha. Không có gì anh. Nếu không có chuyện gì thì Kim Long không thể bỏ đi đột ngột như vậy. Rất có thể Vũ đang gặp nguy hiểm và chờ chúng ta giải cứu. Cần phải mở rộng quy mô tìm kiếm, bằng mọi giá cũng phải tìm ra vết tích của Vũ. Rõ. Đi. Dây trói giùm tôi đi. Mở dây hả? Mở. Đang ngủ. Đang ngủ hả? Đang. Ừ.
Đâu mà mở giùm tôi đi. Mở. Hết đau chưa? Mở chân. Xin lỗi chị vì những chuyện mà tôi đã gây ra cho gia đình chị. Nếu như có kiếp sau, tôi sẽ trả. Xin lỗi vì đã hẹn anh tới đây. Chỉ vì sức khỏe của tôi không được tốt. Anh gặp tôi có chuyện gấp là chuyện gì? Chuyện tôi với anh bị bà Phương phát giác rồi. Hả? Nhưng anh đừng lo, tôi đã chuẩn bị kế hoạch B rồi. Anh cứ làm theo ý của tôi để phản công lại bà Phương. Cô là ai vậy? Tránh ra. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Chú công nhận ra con thật sao? Chú Cường, bà con đi đâu? Sao giờ này còn chưa tới? Chú Cường ơi, chú Cường, sao giờ này ba con còn chưa tới nữa vậy chú Cường? Lẽ nào cô chính là con gái của Phi Long? Bao nhiêu năm qua con chưa có dịp cảm ơn chú và bà Sáu đã cho hai ba con tá túc. Cách đây không lâu con đã gặp lại bà Sáu. Bà Sáu nói là chú chết mất xác rồi. Con rất là đau lòng. Nhưng mà thật may mắn con đã gặp lại chú. Thấy chú còn sống như vậy con thực sự rất vui. Chú cũng rất vui khi thấy con còn sống và lớn như vậy. Lâu nay con ở đâu? Dạ con ở với chú của con. Chú của con? Kim Long sao? Sao con không ở với mẹ? Con chưa tìm được mẹ hả? Con đã tìm được mẹ con rồi. Thậm chí tìm được cả đứa em trai nữa. Nó chính là người đã cứu chú. Cái gì? Mẹ của con chính là Kim Ngân, chủ tiệm vàng năm đó mà mọi người đi cướp. Con và thằng Đăng là chị em cùng mẹ khác cha hả? Không ngờ giữa con và thằng Đăng lại có mối quan hệ như vậy. Nếu vậy con muốn làm gì chú? Bắt chú lại cho thằng Đăng à? Chú yên tâm, con tới đây là muốn đưa chú tới một nơi an toàn. Nó là cháu của Kim Long, là chị của thằng Đăng, không lý nào nó lại tốt với mình, lại là một cái bẫy nữa sao? Con biết chú đang nắm giữ tài liệu mật của chú con. Chỉ cần chú giao nó cho con đảm bảo chú không bao giờ bị chú Kim Long bắt. Con muốn dùng tài liệu đó để đàm phán với chú Kim Long, đổi lại an toàn cho anh Nam, con của Hoàng Hải. Nhưng mà chú chỉ mới gặp lại con, làm sao chú tin được những gì con nói? Bà Sáu đã được đưa về đây rồi, và bà ấy đang nằm trong tay của chú Kim Long. Con sẽ tìm cách để chú gặp mặt bà ấy. Thật sao? Chú thừa biết lúc này ngoài con ra không ai có thể giúp được chú. Chú chỉ còn con đường duy nhất là tin con thôi. Mình cũng không còn con đường nào khác, phải đành liều một phen cuối cùng. Được rồi, chỉ cần con chịu giúp chú cứu mẹ chú ra khỏi tay Kim Long và giúp mẹ con chú rời khỏi đây an toàn, thì chú sẽ giao tài liệu đó cho con. Giờ chú sẽ đi theo con. Nè, nhưng mà chú còn một chuyện muốn nhờ con giúp. Chuyện gì chú? Chú muốn gọi điện báo cho Thành biết để Thành yên tâm. Không được. Chú gọi vậy là làm lộ hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ chú tuyệt đối phải giữ kín bí mật giùm con. Nhưng mà chỗ này không tiện nói chuyện lâu đâu. Con sẽ đưa chú đến một nơi an toàn, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Đi chú.
con nó trốn rồi hả? Mẹ, mẹ thả thằng con đúng không? Nó đâu rồi? Hả? Khát nước á. Tại sao mày thả nó? Mày giết tôi rồi biết không? Sợ, Ngân sợ quá à. Ngân sợ. Tôi nghe. Rốt cuộc con đã cứu được thằng Cường chưa? Con muốn gì phải đợi bao lâu nữa hả? Tôi đang giữ thằng Cường. Bà chuẩn bị giao cái clip để tụi mình quay cho Yến đi. Vậy nha. Bà có biết là bà ác với tôi lắm không hả? Ngân sợ. Ngân sợ quá. Bà gọi tôi có chuyện gì vậy? Con ơi, thằng Đăng nó đang điên tiết lên vì ông Cường bỏ trốn. Bây giờ mẹ sợ quá, không biết phải làm sao hết. Bà đừng có lo, tôi sẽ tìm thằng Đăng nói chuyện với nó. Nhờ vào con đó, tất cả nhờ vào con nha. Vậy thôi nha. Thằng Cường nó bị thương như vậy, nó chạy đường nào được chứ? Đi tìm khắp nơi cũng không thấy dấu vết của nó. Nếu nó rời khỏi đây thì nó trốn đi đâu chứ? Bà Thành, không chừng nó sẽ chạy về đó. Cô chủ về ăn cơm. Cô chủ ơi, cô chủ về ăn cơm. Cô chủ ơi, cô chủ dậy đi. Cô chủ, cô sao vậy? Cô chủ. Ông bà chủ ơi, ông bà chủ. Nó bị sao vậy? Dạ cô chủ tuyệt thực, hình như cũng bị xỉu à. Bà chủ ơi, tôi đi gọi cấp cứu nha. Khoan. Nó không sao đâu, chị cứ đi làm việc của mình đi. Dạ. Ngồi dậy đi, đừng có giở trò con nít nữa. Con tính bày trò gì nữa đây? Dậy đi. Con không tin anh Nam làm chuyện bán đứng công ty đâu. Con muốn tự gặp ảnh nói chuyện cho rõ ràng. Con muốn nghe một phía từ mẹ nữa. Con yêu mù quáng quá rồi đó. Là mẹ không muốn con quen anh Nam, cho nên mới gài bẫy anh Nam đúng không? Từ đó tới giờ mẹ luôn ngăn cấm và phản đối chuyện con với ảnh mà. Ba nghĩ là mẹ con không làm như vậy đâu. Mẹ con có lý do, cho nên mới nghi ngờ Duy Nam như vậy. Ba cũng muốn làm rõ chuyện này trước khi con với Duy Nam tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Ba, con không ngờ lại bây giờ ba cũng nghĩ xấu cho anh Nam nữa đó. Ba cũng không tin Nam là người xấu, nhưng mà bằng chứng mẹ con đưa ra là thật. Ba cũng âm thầm tìm hiểu bên công ty đối tác thì biết là Duy Nam có liên quan. Không đâu, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Hay là họ muốn hại anh Nam thôi. Anh Nam vậy để làm gì? Trong khi đó anh có thể đạt được nhiều thứ ở Phương Hòa hơn là cái việc cấu kết với công ty đối thủ mà. Dù thế nào con cũng xin ba mẹ cho con gặp anh ấy một lần.
Con muốn nói chuyện với anh ấy mọi thứ rõ ràng. Sau đó con sẽ tự mình quyết định mối quan hệ này. Mẹ, con xin mẹ, con xin ba. Ba, ba sẽ cho con gặp Nam khi mọi chuyện đã điều tra rõ. Còn bây giờ con cứ tạm thời ở trong phòng đi. Không được. Dù em có muốn hai đứa nó chia tay thì ít nhất em cũng phải để hai đứa nó tự giải quyết vấn đề với nhau. Thì con Hạnh nhà mình nó mới giải tỏa được những khúc mắc trong lòng của nó, và nó sẽ không oán trách mình. Nhìn cậu có vẻ khỏe hơn rồi đó. Tổng giám đốc bận như vậy cũng có thời gian tới đây thăm một người phản bội công ty như tôi sao? Tôi tới đây hôm nay là muốn hỏi thẳng thắn cậu một lần. Chuyện cậu bán tài liệu cho công ty đối thủ là thật sao? Thật ra là cậu muốn gì? Cậu tiếp cận con bé Hạnh nhà tôi vì mục đích riêng đúng không? Ông nghi ngờ tôi điều gì? Mình vẫn không đủ can đảm để thừa nhận với nó mình là Phi Long. Tôi không có nghi ngờ gì cậu cả. Chỉ là tôi thấy cậu không còn là Duy Nam hiền lành thật thà tốt bụng như trước đây. Nếu tất cả những gì xảy ra là thật và cậu đang có ý định xấu thì tôi mong cậu hãy dừng lại đi. Nếu cậu muốn tiền bạc thì tôi sẽ cung cấp cho cậu. Thiệt là mắc cười. Ông nghĩ ai cũng tham tiền như ông sao? Tính ra ông và bà Phương đâu khác nhau gì nhiều. Chỉ biết lấy tiền ra để giải quyết vấn đề. Thứ mà tôi cần ở đây là sự trả giá của các người. Như vậy mới lấy lại công bằng cho tôi chứ. Vậy thì công bằng của con bé Hạnh nằm ở đâu? Trong khi cậu lợi dụng con bé Hạnh nhà tôi trong việc trả thù của cậu, nó chỉ là nạn nhân thôi. Vậy thì công bằng của nó ở đâu? Cậu hãy suy nghĩ kỹ những lời tôi nói đi, rồi trả lời tôi sau cũng được. Chào chị. Chào anh. Anh Hòa. Anh Hòa. Anh chờ tôi một chút. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi anh cái này hơi bị đường đột, nhưng mà tôi muốn hỏi thăm anh một chút. Bao nhiêu năm qua cuộc sống của anh khi ở chung với bà Phương như thế nào? Phương đối xử với tôi rất tốt. Có thể nói tôi đang có một gia đình rất hạnh phúc, rất đáng mơ ước. Cho nên vì vậy tôi không muốn ai phá đi hạnh phúc đó. Thật sự rất hạnh phúc sao? Đúng vậy. Không còn gì nữa, tôi xin phép chị. ADN của hài cốt và mẹ của Hoàng Hải không cùng huyết thống. Vậy nghĩa là bộ hài cốt kia không phải của Hoàng Hải. Hoàng Hải có khả năng còn sống. Nếu vậy thì bộ hài cốt kia là của ai? Của Phi Long sao? Hôm đó chỉ có Hoàng Hải và Phi Long ở trong căn nhà Hoàng. Người chết không phải Hoàng Hải thì người còn lại chính là Phi Long mà thôi. Chuyện này ngày càng phức tạp. Tôi sẽ xin cấp trên mở lại toàn bộ vụ án này. Nè nè, cô ta đòi 8 tỷ, nói rằng cần tiền để giải quyết việc riêng. Xong việc của anh rồi. Mày mốt có kèo gì nhớ thuê tôi nha không? Bớt nói đi. Dạ. Alo. Dạ thưa cô. Cô Thạch đòi cần bán nhà hàng là 8 tỷ. Cô ấy nói cổ cần tiền cho việc riêng. Giờ sao cô? Tôi phần nào đoán được lý do nó cần tiền rồi. Sắp xếp hẹn Thành lần nữa, chốt giá mua cái nhà hàng đó cho tôi. Dạ, con biết rồi. Bà Thành.
vẫn tìm người mua nhà hàng này để lấy tiền đưa cho mình. Nghĩa là bà ta chưa biết tên cường trốn thoát. Mình cứ chờ ở đây, thế nào cũng gặp được hắn. Liều dữ vậy. Cô ơi, cô thương con, cô giúp con đi cô. Cô mở cửa cho con ra ngoài đi cô. Con hứa là con nói chuyện với anh Nam xong là con sẽ về liền. Con sẽ về trước khi ba mẹ con về luôn. Con biết là cô phải làm theo lời của mẹ con. Cô ơi, nhưng mà con muốn gặp anh ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Mấy ngày nay cô như ngồi trên đống lửa vậy đó. Cô làm ơn mở cửa cho con đi cô. Cho con đi đi mà cô. Con chịu không nổi nữa, con xin cô. Cho con đi đi mà cô. Hồi đó cô ông Tư hay giúp con lắm. Nhưng mà bây giờ không còn ông Tư, con chỉ còn có một mình cô thôi. Cô ơi, con năn nỉ cô đó. Cô giúp con đi mà. Cô ơi, con năn nỉ cô mà. Thôi cô cho con đi, nhưng mà nhớ mau mau về nghe chưa. Nếu không á, hai cô cháu mình á không gánh nổi hậu quả đâu. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Tại sao em quyết định sa thải Duy Nam mà không nói danh tiếng nào hết vậy? Giờ anh đã biết nó là người như thế nào rồi, làm sao để nó trong công ty được? Buộc phải cho nó nghỉ thôi. Em đang làm đúng với quyền hạn cao nhất trong công ty này. Nhưng mà vẫn cần có bằng chứng chính xác. Lỡ như đây là hiểu lầm, chúng ta đánh mất một nhân tài thì sao? Anh đừng có vì anh là Phi Long mà nghĩ tốt cho thằng Nam. Nó rõ ràng biết anh là Phi Long nên nó mới trả thù bằng cách phá hoại công ty Phương Hòa. Chuyện con Hạnh em có thể nhượng bộ, nhưng mà chuyện công ty em không để yên cho nó muốn làm gì thì làm. Công ty này là công sức của vợ chồng mình 20 năm qua, làm sao có thể để cho nó làm ảnh hưởng được chứ. Anh biết chứ. Biết đâu thằng Nam nó sẽ suy nghĩ lại rồi dừng lại mọi chuyện thì sao? Lòng nó đã nung nấu hận thù, anh nghĩ nó có thể dừng lại thay đổi hay sao? Chuyện này em đã quyết định rồi, anh đừng có bàn thêm nữa. Ủa anh Nam. Hạnh em sao vậy? Em ngồi xuống đi. Sao vậy nè? Sao trầy xước hết rồi? Em bị sao vậy? Em phải trốn mẹ để qua thăm anh. Mẹ em nói là anh bán dự án cho đối thủ. Mẹ em vu oan cho anh đúng không? Chứ làm sao mà anh có thể cấu kết với công ty đối thủ để hại Phương Hòa được? Đúng, anh thật sự làm chuyện đó. Không phải, mẹ em ép anh nói vậy đúng không? Mẹ em đã dùng thủ đoạn để ép anh. Lần này là mẹ em làm gì? Là đe dọa đến tính mạng hay là làm khó cho cô Nhung? Anh đừng có lo gì hết, anh cứ nói sự thật đi. Em sẽ giúp anh, em hứa mà. Hạnh à, em đừng có như vậy được không? Em không có tin anh đang nắm giữ chức vụ cao của Phương Hòa, anh lại còn đang yêu em nữa. Tương lai của anh đang rộng mở như vậy, sao lại đi câu kết với đối thủ chỉ vì chút tiền? Chắc chắn là có lý do gì đó. Anh nói ra đi, em sẽ làm cho ba mẹ hiểu mà tha thứ cho anh. Nếu mà không phải mẹ em ép anh á, thì ai đã làm chuyện đó? Anh cứ nói đi. Không ai ép anh hết. Anh có lý do anh mới làm vậy. Nhưng lý do là gì anh phải nói ra mới được chứ. Ngay lúc này anh chưa có thể cho em biết được. Rốt cuộc em là gì của anh hả anh Nam? Dù anh đang hẹn hò với em,
Nhưng mà tâm trí của anh cứ nghĩ về chị Quỳnh. Chuyện mà anh liều mạng cứu chị ấy thoát chết là minh chứng rõ nhất, chứng tỏ em vẫn thấy anh coi trọng chị Quỳnh. Em thừa biết là vị trí của em trong lòng anh không bằng chị ấy, nhưng mà vì em yêu anh, em vẫn luôn an ủi bản thân mình là em sẽ dùng thời gian để có được vị trí trong lòng của anh. Em chấp nhận tất cả những chuyện này, nhưng tại sao anh lại không chấp nhận em hả? Nếu sự thật anh làm những chuyện này là có ý đồ riêng, thì em có vì vậy mà rời bỏ anh không? Mẹ của em dùng chuyện của anh để ép em ra nước ngoài. Nếu như mọi chuyện nghiêm trọng đến mức mà anh phải đi tù á, thì bắt buộc em phải nghe lời mẹ. Rồi sẽ có một lúc nào đó em quay về để tìm anh. Anh phải nhớ là em không bao giờ từ bỏ anh. Tại sao em lại hy sinh cho anh nhiều như vậy hả Hạnh? Vì anh, em rất là thương anh. Anh à, em thương anh đến mức mù quáng. Em có thể sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh. Không có anh em không thể sống được.